Thưa các bà mẹ, để đón chào một em bé ra đời, chắc các bà mẹ luôn luôn lo lắng, không biết chuẩn bị cho em bé những đồ đạc gì, chuẩn bị như thế nào và số lượng bao nhiêu. Ngày hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, năm 2 Nguyễn Chí Thanh sẽ gợi ý cho các bà mẹ những đồ dùng thiết yếu dành cho mẹ và bé nhé. Đầu tiên, đồ chuẩn bị cho mẹ, chúng ta sẽ chuẩn bị một bộ đồ để cho các mẹ sau khi xuất viện. Tiếp theo là bỉm, bỉm Karin để dùng cho các mẹ khi các mẹ ra sản dịch nhiều. Và khi ở Bệnh viện Bảo Sơn thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ cho các mẹ rồi. Tiếp theo là quần lót giấy và băng vệ sinh. Vâng, quần lót giấy và băng vệ sinh, khi các mẹ dùng xong các mẹ có thể vứt đi luôn để đảm bảo vệ sinh. Tiếp theo là miếng thấm sữa để dùng cho các mẹ rất là sạch sẽ, khi dùng xong các mẹ có thể vứt đi luôn. Đây là nước muối sinh lý. Tiếp theo là nước rửa vệ sinh. Đây là hai sản phẩm để giúp cho các mẹ đảm bảo vệ sinh sau khi sinh. Thứ hai, đồ chuẩn bị cho bé. Chúng ta sẽ chuẩn bị quần áo dài tay dành cho bé và quần áo rời. Chúng ta sẽ chuẩn bị những chiếc áo mà có khuy như thế này để cởi ra cho bé rất là dễ dàng. Cũng như là bé còn rất yếu nên chúng ta tránh những chiếc áo mà chui đầu. Với các bé khi ở viện, chúng ta chỉ chuẩn bị những chiếc mũ bé xíu như thế này, đáng yêu như thế này, 4 chiếc thôi nhá. Bởi vì chúng ta chỉ ở viện vài ngày thôi mà. Và những chiếc bao tay bao chân nữa. Bên cạnh đó là khăn sữa, thì các mẹ sẽ mua những loại khăn sữa khoảng 3 lớp như thế này, và từ 20 đến 30 chiếc chúng ta giặt giũ và dùng liên tục. Chính vì vậy mà 3-4 tháng chúng ta phải thay một lượt khăn mới. Khăn tắm cũng vậy, các mẹ sẽ mua khoảng 3 đến 4 chiếc loại 4 lớp để khi mà dùng cho bé hàng ngày, chúng ta tránh trường hợp phơi phóng rồi chưa khô, chúng ta sẽ có những chiếc khăn thay đổi liên tục. Các mẹ sẽ chuẩn bị khoảng 3 đến 5 chiếc khăn ủ có mũ này cho bé để sau khi tắm chúng ta có thể sử dụng này. Chăn ủ cho bé mùa hè và mùa đông, thì với chăn mùa hè chúng ta sẽ sử dụng loại thoáng mát dành cho bé và thấm hút mồ hôi. Còn chăn mùa đông ta sẽ dùng loại mềm mại và ấm áp dành cho bé. Với bỉm thì các mẹ sẽ chuẩn bị cho bé bỉm newborn. Chúng ta sẽ mua từ 1 đến 2 bịch bỉm khoảng 90 chiếc để dùng cho bé và bé lớn rất nhanh. Chính vì vậy các mẹ sẽ chuẩn bị từ bỉm từ size newborn này lên dần size S, M, L để tùy theo cân nặng của bé nhé. Thứ ba, vật dụng vệ sinh dành cho bé. Các mẹ hãy chuẩn bị cho bé miếng lót thay bỉm để tránh làm bẩn ra giường nhé. Và tiếp theo, các mẹ hãy dùng giấy ướt này, kem hăm dành cho bé này, nước muối sinh lý, một hộp sữa, một bình sữa. Các mẹ ơi, chúng ta có thể sự lựa chọn của chúng ta có thể là bình thủy tinh cũng như là bình nhựa, nhưng với riêng bình nhựa thì các mẹ hãy dùng loại bình mà chúng ta làm từ nhựa nguyên sinh và không có chất gây độc hại PPA nhé. Để vệ sinh bình sữa thì các mẹ sẽ có nước cọ bình sữa riêng biệt dành cho bé. Và không thể thiếu đó là bộ cọ. Các mẹ hãy ưu tiên mua bộ cọ có hai loại, một loại để đánh bình và một loại để đánh núm ti cho sạch sẽ nhé. Bé sẽ cần dùng sữa tắm này, và sữa tắm này sẽ vừa tắm vừa gội cho bé luôn. Chúng ta sẽ ưu tiên loại dành tự nhiên này, hợp với da của bé bởi vì da bé rất là mỏng và nhạy cảm nữa. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho bé hai chậu, một loại chậu tròn thông thường và một loại chậu dọc như thế này, để các bé khi mà tắm chúng ta có thể tráng luôn cho thật sạch ạ. Ngoài ra thì các mẹ có thể chuẩn bị những đồ dùng mà các mẹ mong muốn, nhưng các mẹ hãy chuẩn bị ít thôi bởi vì tránh sự lãng phí nhé. Đặc biệt với các mẹ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn năm 2 Nguyễn Chí Thanh thì tất cả đồ dùng dành cho mẹ và bé đã được bệnh viện chuẩn bị sẵn. Chính vì thế mà mẹ và bé chỉ chuẩn bị hai bộ đồ dành cho mẹ và bé khi xuất viện mà thôi. Mẹ đi đẻ mà nhàn tênh, chẳng phải tay xách nãnh mang nữa. Các mẹ sẽ hoàn toàn yên tâm khi được chăm sóc bởi đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng như rất là tận tình và được trải nghiệm môi trường y tế hiện đại chuẩn Hàn Quốc. Hy vọng thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho các ba mẹ trong hành trình đón con yêu đầy thú vị và ý nghĩa nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết, dịch vụ thai sản trọn gói tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 52 Nguyễn Chí Thanh, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 5998 58 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 52 Nguyễn Chí Thanh.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các mẹ trong các số tiếp theo của lớp học tiền sản online.